À, chào toàn thể mọi người nha. À, chào những người những anh chị và các cô chú đó, mà yêu mến kênh của em. Thì ở trong video này thì à, em thì mấy anh chị kêu em là lên con 024 mà mắc cái nắp gió. Thì em cũng lên luôn tại vì con này thuộc dạng vào gọi là siêu siêu phẩm á mọi người của 024 á. Là hàng hàng nói chung là thuộc vào hàng vip nhất của 024 á. và cái độ đẹp của nó thì không bằng cái rồi nha mọi người à, đây là em mở bô à, cái bô nó thì cực kỳ đẹp rồi đây, bô nó bô nó vệ sinh ra cực kỳ đẹp rồi tại vì nó còn lớp men rồi ốc qua đây rồi à, về cái con máy nha mọi người đầu tiên thì à, cho tổng thể tem con này 42 cc tem rất là đẹp con này thì hiện tại em chưa có xịt bóng luôn nha ha chưa có xịt bóng luôn nha mọi người chưa xịt bóng luôn ha. này xịt bóng lên nó cực kỳ đẹp luôn nhưng mà tại vì con này nó đẹp sẵn rồi nó em để nguyên bản như vậy cho nó có chất lượng cao ha. cái tem này hầu như không có chày luôn đẹp này là em chưa vệ sinh phía trong rồi nha nếu mà mở cái ốp ra vệ sinh nhìn bên trong nó bóng lớn nha bình xăng là bình xăng nhựa bình xăng lớn là bình xăng nhựa nhưng có một cái nữa là bình xăng nó là bình xăng trong, có nghĩa là mình sẽ thấy nhiên liệu ở từ bên ngoài, không cần phải mở nắp kiểm tra. Đó nên em mới gọi là đời nó là đời cao nhất của 024. Với một phần nữa là đời này nó có xả áp luôn nha mọi người, có cái nút xả áp này trên chính giữa luôn, cực kỳ vip ha. Cực kỳ vip đó. Ê, em muốn nói luôn, cái những con như thế này ấy thì khi mà nó có cái nắp gió này, tại vì nắp gió này em chờ ai có thì chia lại cho em nhưng mà em chỉ lấy nắp đẹp thôi nha lấy nắp gió đẹp thôi còn hạt là cái này em đang chờ bên phụ tùng chỗ em quen á nó tìm nó gửi cho em không à. máy này còn xăng bên trong luôn nè ha lắc lắc mọi người thấy xăng à. xăng này vốn dĩ xăng nó có sẵn nha mọi người à. máy này chưa có vệ sinh nha nó chỉ vệ sinh sơ sơ cái vỏ bên ngoài thôi cái thứ hai nữa là ví dụ như là hiện tại nó chưa có nhưng mà vẫn dung được nha mọi người, tại vì nó còn lọc gió, cái lọc sen, cái lọc cái lược của bên sành con, lửa về cái lốc máy thì nó đẹp cực kỳ rồi em nói về lửa thì cực kỳ mạnh nha, lửa cực kỳ mạnh, lửa em em tháo buri rồi em kiểm tra rất là mạnh, dòng chữ trên này nó trắng sáng mà nó không có rồi về phần ốp nha mọi người Cái ốp thì Cực kỳ hiếm Khó xích vẫn còn nha Cực kỳ hiếm những cái ốp mà nó còn Tránh phâu như thế này Chắc Nói chung đây là chất lượng cao Cái đế rất ít chai nha mọi người Đế rất ít chay. làm mà là làm ở tin khác này nha à, làm tin cái lam này thì nói chung là tại vì nó cách ấy, thì nó sẽ bị mòn cái mất cái lớp lớp sơn thì nó chuyện bình thường thôi nhưng về về cái lam ở tin zin này của nó là đi theo máy à, đi theo máy nha nên là rất là xịn không phải là lam ở tin mới kiểu mới đâu đời nó là đời rất là xịn nha chất lượng thép rất là xịn xích nó còn khá là dài luôn nó có mã số trên này nè đó. về cái phần bít tông về phần bít tông em cho mọi người xem luôn mặt tiền nha nói về tiếp về mặt tiền này thì quá đẹp rồi mọi người ơi không có chê gì nữa cái này là chưa vệ sinh nên còn đất nha khi mà mọi người lấy xanh nha nhớ nhớ lấy xanh nha lấy xanh mà lấy xanh quét cái này là nó sạch bông luôn do tại em mới cái mở cái cái bô ra để cho mọi người quay cái cái bít tông cho mọi người xem á đây bít tông hai lá bạc còn quăng ngang nha mọi người cái nghĩa là cái con này giống như kiểu là giống như dùng chỉ vài lần thôi rồi nó không dùng nữa thôi không phải là bị hư gì đâu đó mọi người thấy quăng ngang không đó, nhìn nhìn kỹ nha đó cái quăng ngang á quăng ngang đó, bị tông mà còn quăng ngang là khít đó mọi người nhìn này đó quăng ngang đó thấy không Ồ, không có một vết xước gì luôn đáng đồng tiền bát gạo cái con này ha cái uh, cái cái bộ hơi của nó cái hơi của nó cái nông của nó ấy, còn còn lớp kiến luôn còn lớp kiến luôn Lấp kiến mà mới sản xuất á bô thì đây bô cực cái đẹp rồi lớp men khỏi phải bằng cãi làm con này chắc phải năm uh, tắc rưỡi ha à. nói chung cái độ hoàn hảo của nó thì miệng bàn kéo thử một tí hơi nghe cho nó phê ui ui ui, ui. không có cái gì là chê hết mọi người à tất cả đều xịn sò luôn chỉ thiếu là uh, lấy tìm cái nắp gió chụp chụp xuống nữa là đẹp mang rồi thì uh, những con thế này nè em nói thật luôn nha mà nó đủ cái nắp này luôn á thì uh, sẽ bán ở cái mức giá từ 6 triệu đến 7 triệu nha từ 6 đến 7 triệu đấy là giá bèo nha thường thường là là bán sẽ 7 triệu em nói thật nếu một người tìm hiểu và xem nhiều kênh bán ấy những con như thế này đẹp xuất sắc như thế này ấy, thì phải 7 triệu trở lên nha đừng có nói là tại vì sao không mà cái chỗ nó bán có 3 triệu mấy 4 triệu rồi 4 triệu rưỡi rồi 5 triệu 6 triệu nó tùy vào hình thức máy thôi mọi người à cho mọi người thấy hôm trước em bán con 026 là 4 anh khách đó em mua là 4 triệu rưỡi máy tuyệt đẹp luôn đó tùy vào cái cách thức bán và tùy vào cái người ta nhập như thế nào ví dụ như là thợ người ta nhập lẻ tẻ một con hai con người ta mổ ấy, thì giá cao lắm thì người ta sẽ bán cao lên à. Còn hàng của em này là hàng về lô là nó có dòng này dòng kia thì nó có tin này rồi có chỗ đây cái tâm lắm mà chúng con này nó đẹp cái bình xanh nó là cái bình xanh của bình xanh là bình xanh trong thường những con những con mà không hai bốn hay không hai sáu rồi mà bình hiếm khi gặp nói chung có chứ không phải là em nói là không có nha không phải là quá hiếm nhưng mà điều rất là ít cái dòng cái bình xăng trong này khi mà nó thấy nhiên liệu bên ngoài luôn là mình không cần phải canh đo rồi mình mở nắp rồi mình xem nhiên liệu thấy ờ ừ, nó rút xuống đổ xăng vô vậy thôi à. máy này thì em còn chưa dọn mà em mở cho mọi người xem đó, tại vì nó hoàn hảo quá rồi, nó chỉ thiếu một thứ này thôi. con này ấy thì hiện tại thì em không muốn bán đâu, tại vì em để có cái nắp nữa bán nó có giá trị cao. thì nhưng mà nếu mà ai thật sự muốn mua ấy, rồi về cái nắp này nha, mọi người mua cái cái nắp của 026 ấy. nó vừa, nhưng mà 026 với điều kiện là biết sao mọi người. 026 với điều kiện là mọi người thay cái cái luật gió này luôn cái luật gió của 026 nó khác luật gió con này thì nó ốc thì nó trùng nhau nhưng mà cái kiểu này này cái này nó có lòi ra rồi này nên là lắp cái lốp cái miếng của 026 vào nó không có vừa nên là mình thay cả cái lọc này luôn nha mua của cái lọc 026 này luôn à. còn nếu mà đỡ trần thì cắt vẫn vô tư nha không có bụi đâu vào đâu sợ cắt vô tư luôn à rồi ha một con máy hoàn hảo cho những ai đam mê cái thiệt cái nắp gió đấy mà nếu mà kiếm đại trà mà kiếm luôn thì nó chỉ nhanh có nhưng mà nó không có đẹp mọi người tại vì mình muốn cái kiếm một cái nắp gió cho nó đẹp cho nó hoàn hảo cái máy nên mình chờ hơi lâu thôi còn kiếm ngay thì nó cũng có nhưng mà nắp nó không có đẹp xấu rồi thì về tự kiếm nha nếu mà ai mua thì về tự kiếm nha còn không thì em cứ để vậy thôi tại vì máy đẹp em không nhất thiết phải bán liền cái này thì em sẽ để với giá là con này ha em sẽ để với giá là 4 triệu 9 nha mọi người Con này là 4 triệu 9 Em bao ship cho nha 4 triệu 9 bao ship nha